Chào cả nhà. Hôm nay mình ra thăm vườn thì thấy đây những cái trái chuối táo quạ này cả nhà. Cái dòng chuối táo quạ này thì có người biết mà cũng có một số người cũng không biết đâu ha. Rất là lạ. Bởi vì trái rất là to nhưng mà cái cây này thì nó cũng tương đối ít trái nha cả nhà. Một hoài nó chỉ khoảng hơn 20 trái à. Đó, mà trái thì rất là to ha. Hôm nay đi một vòng thăm vườn. Đó, thì đây là chuối, chuối này là chuối chuối già lùng. Chuối già lùng thì cái cây nó cao khoảng 1 mét. Hơn 1 mét chút xíu là nó đã ra buồng rồi nha cả nhà. Ở buồng chuối thì rất là nhiều nải ha. Còn đây là cam xoàn nhà mình trồng chậu. Cái giống này á hả, có trái quanh năm cưng lắm nha cả nhà. Ai mà thích cam xoàn thì có thể liên hệ với số điện thoại 0835921829 để mình chia sẻ cây giống ha. Đó, trồng trong chậu thôi nhưng mà trái rất là nhiều. Rồi hôm nay là mình thu hoạch cái hoài chuối táo quạ. Rồi mình quay cho mọi người coi ha. Đây. Khoảng được hơn 20 trái à cả nhà. Mà đặc biệt là chuối táo quạ này thì trái nó rất là to nha. Trái nào là chất lượng trái đấy. To lắm. Để mình để cái tay vô cho mọi người coi ha. Nó bự bằng cái cổ tay mình luôn cả nhà. Cái này là mình không có chăm sóc nha. Nhiều người người ta trồng á, người ta chăm sóc kỹ hơn á, thì trái nó có thể to hơn nha. Trái như vậy là không phải là to. Trái như vậy phải nói là hơi bé với cái dòng cái chuối táo quạ này. Chứ nó phát triển mà đúng mức của nó mà chăm sóc đàng hoàng là nó bự dữ lắm nha cả nhà. Mình thu hoạch và mình sẽ vú em này ha. Vú em này thì cũng đơn giản nha cả nhà, mình chỉ để ở ngoài thôi chứ không cần gì hết nha. Chỉ để treo ở bên ngoài thôi, thì chừng nào mà chuối nó vàng thì mình sẽ luộc và hay hoặc là hấp để mình chia sẻ cho mọi người biết về cái giống chuối này ha. Rồi đây. Sau khoảng 3-4 ngày mình để ở bên ngoài thì trái chuối nó đã chín như vậy nha cả nhà. Khi chuối nó chín nó sẽ chuyển qua một màu vàng rất là đẹp. Đó, mọi người thấy không? Vàng ươm luôn, rất là đẹp ha. Chuối nhà trồng thì mình thấy mẫu mã nó đẹp hơn chuối người ta bán cả nhà. Mà chín đây là để chín tự nhiên nha. Không cần phải là cái gì mà vú cho cầu kỳ hết. Mình chỉ cần để tự nhiên treo nó lên. Thế là trái nào mà chín vàng thì mình có thể đi luộc. Bây giờ mình sẽ hấp nha cả nhà. Chuối này hôm nay mình sẽ để lên một cái sửng để mình hấp, mà sửng này tương đối to đó. Và mình sẽ hấp. Rồi mình sẽ để dung lại hấp. Sau khi chín mình chỉ chia sẻ cho mọi người coi ha. Thì đây, sau một hồi mình hấp với lửa lớn khoảng là 10 phút, sau đó mình hạ lửa nhỏ nha cả nhà, thì tổng cộng thời gian mình hấp chuối này là 25 phút. Chỉ 25 phút là chuối chín nha. Mình để nguyên cái vỏ vậy mình hấp. Và sau khi hấp chín thì mình sẽ có được những trái chuối như vậy. Đó, nó cũng không còn vàng ươm như hồi đầu nữa ha. Và ở trong ruột nó thì mình có thể lấy dao mình sắc ra như vậy mình ăn nha cả nhà. Chuối này sẽ ngon hơn khi mà mình để tủ lạnh ha. Để tủ lạnh thì nó sẽ dẻ hơn, nó dẻo hơn. Đó, mọi người thấy cái màu chuối rất là đẹp. Ăn thì ngọt. Ngọt thì ngọt cũng vừa vừa nha, chứ không ngọt gắt. Nó ăn cũng hơi hơi cái vị giống chuối sáp. Đó, nhưng mà trái to hơn. Và theo mình nghĩ thì nó ngon chuối sáp một xíu. Đó, mọi người thấy cưng không à. Bây giờ chào tạm biệt cả nhà nhé.